Quỳnh Hoa xin chào quý anh chị. Ngay bây giờ đây, trong lòng Quỳnh Hoa đang cảm thấy đầy tự hào bởi vì hội trường nhà máy bia ở Campuchia chính là do 100% nội thất GSC Việt Nam thực hiện, từ cung cấp vận chuyển đến lắp đặt 418 ghế hội trường. Phòng hội trường nhà máy bia Campuchia đầu tư 418 ghế hội trường EVO 8601 BTA thương hiệu EVO System, gắn nhãn mát Made in Việt Nam. Toàn bộ số ghế được bọc vải màu đỏ thời thường, góp phần làm không gian thêm đẳng cấp và sang trọng. Hình ảnh thực tế của dự án. Tại sao nên chọn nội thất GSC Việt Nam? Thứ nhất, chúng tôi là doanh nghiệp với gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành nội thất Việt. Thứ hai, GSC Việt Nam là doanh nghiệp có năng lực thi công hội trường trên 1.000 chỗ ngồi. Thứ ba, chúng tôi sở hữu showroom ghế hội trường lớn nhất miền Bắc. Thứ tư, GSC Việt Nam là đơn vị cung cấp đa dạng mẫu ghế hội trường nhất với gần 200 mẫu ghế. Thứ năm, cho đến nay chúng tôi đã thi công trên 500 dự án hội trường phạm vi toàn quốc và quốc tế. Mọi thông tin liên hệ GSC Việt Nam, quý anh chị vui lòng gọi hotline 02462811855, website www.gscvietnam.com. Cảm ơn đã theo dõi. Quỳnh Hoa xin chào và hẹn gặp lại.